Tuấn Hùng xin kính chào toàn thể quý vị khán giả và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Sáng nay chủ nhật trời mưa các bạn ơi. Trời mưa như thế này thì đội chú Chiêu, bé Thành, đội em Vàng với lại bố bé Tráng đi xuống dưới chợ này thì sẽ rất là vất vả rồi. Vì mưa gió quá. Trời rất là mưa. Theo đúng như kế hoạch thì sáng nay sẽ đưa các bé xuống chợ huyện chơi để đưa các bé đi ăn đi uống và mua sắm những bộ quần áo để cho các bé đi học. Đây là món quà của cô Lê Loan hỗ trợ gia đình của chú Chiêu, bé Toàn, anh Vàng, bé Minh Hải và bé Tráng với cả bé Thành nữa. Do vậy mà theo đúng như dự kiến thì sáng nay phụ huynh của các bé sẽ đưa các bé xuống đây và Tuấn sẽ đồng hành cùng phụ huynh các bé đưa các bé đi ăn uống xong sau đó là đi chợ chơi. Trời mưa như thế này không biết là mọi người đi có bị ướt không. Phía xa xa ở bên kia có người đang dắt xe với hai đứa bé lóc cóc theo sau giống như chú Chiêu với lại bé Toàn với bé Thành. Xe hỏng à anh? Xe hết xăng. Xe hết xăng à? Ồ. Xe hết xăng các bạn ơi. Thế là ba chú cháu bố con là dắt xe từ đâu về đây? Từ phố về. Hết sạch xăng á? Xe chú Chiêu hết sạch xăng. Còn nhớ nhà chú Tuấn không hay là quên rồi? Hả? Còn nhớ nhà không? Có à. Bạn Tráng với lại anh Vàng xuống chưa? Hả? Thế không đi mua xăng để giải cứu à? Lâu lâu không về nhà chú Tuấn có quên nhà không Thành? Vẫn nhớ nhà chú Tuấn chứ? Đây các bạn có thể nhìn thấy đây là những nông sản mà Tuấn Hùng đang bán. Các loại chè: San Tuyết một tôm một lá, một tôm hai lá, hồng trà san một lá, trà bạch trà tiên, trà móng rồng. Đây là hồng trà này. Đây là bình ngâm củ sâm vũ diệp. Còn đây là chè hai lá với lại mật ong. Mật ong rừng. Trà hoa vàng. Mật ong Tuấn Hùng lấy cả tổ luôn. Lấy cả sáp về. Để trong những chiếc bình này. Cả sáp mật luôn. Nghỉ hè xuống đây bán hàng cho chú Tuấn nhỉ? Vừa học vừa ở đây vừa bán hàng nhỉ? Được không? Bán chè, bán mật ong. Xe chú Chiêu hết xăng nên là đang đi dắt xe ra cây xăng để đổ xăng. Chưa thấy về đến đây. Thằng nhóc này cũng tò mò lắm. Đang xem mọi thứ. Mưa quá.
thì rất là mưa. Rất hết rồi. Bé Thành với lại chú Chiêu, bé Toàn thì về đến đây rồi. Còn bố bé Tráng với lại em Vàng là đang ở Chợ Lớn. Do trời mưa quá nên là mọi người đang cư trú ở trong khu vực Chợ Lớn, chỗ chợ bán hàng quần áo. Bây giờ đợi chú Chiêu về, xong sau đó là Tuấn Hùng sẽ dẫn chú Chiêu, bé Thành, bé Toàn đi ăn sáng. Đội em Vàng với bé Tráng là đói quá là ăn sáng rồi. Đấy, còn mỗi hai cậu nhóc này với lại chú Chiêu là chưa ăn sáng nên là sẽ tranh thủ dẫn các bé đi ăn sáng. Hôm nay Thím Vàng cũng xuống à? Mấy chú Chiêu với lại hai đứa xuống rồi phải không? Toàn, mẹ cũng xuống đâu đúng không? Mẹ có xuống đây không? Mẹ cũng xuống à? Đâu, Thím Vàng đâu? Ở chợ hay ở đâu? Mua một cái bảng này để tập viết nhé. Các con đói chưa? Đói chưa? Chuẩn bị đi ăn phở thôi nhỉ? Đi ăn phở ăn bún nhé. Viết chữ Thành thế nào? Thành, viết tên mình thế nào? Viết thế nào? Phải chữ Thành không? Đúng chữ Thành rồi nhỉ. Con họ gì? Ly gì? Lisa Thành. Bạn Tráng với lại bé Hải với bé Minh là đang ở trên chợ rồi. Trời mưa quá không xuống được đây. Thế hôm nay lúc bắt đầu ở nhà đi trời có mưa không? Trên đấy ấy. Không mưa. Xuống đây mới thấy mưa. Ở trên nhà không mưa đâu đúng không? Xuống dưới chợ huyện này mới mưa. Quý vị khán giả nào ai muốn thưởng thức mật ong rừng với lại các loại chè san tuyết cổ thụ, chè rừng, liên hệ với Tuấn Nùng nha. Tuấn Nùng chuyên cung cấp những sản phẩm chè ngon nhất với lại mật ong chuẩn nhất đến quý vị khán giả. Chú Chiêu lâu quá chưa thấy về đến đây, dắt xe đi ra cây xăng đổ xăng. Về đến đây thì mới đưa hai thằng nhóc này đi chợ được. Anh Chiêu đổ xăng rồi, anh phi ra chợ luôn. Bây giờ Tuấn sẽ dẫn bé Thành với bé Tráng ra chợ. Trời hơi mưa một chút nhưng mà cứ đi thôi. Đi, chú cháu mình đi chợ đi. Chú Chiêu đi ra ngoài kia rồi. Đi thôi, trời mưa quá. Lấy cái ô đi. Đi
chợ đi. Đi chợ đi. Trời mưa quá, đi lên chợ lớn đi. Thế là em xuống là cả ông Chiêu nữa cho bọn này ăn sáng hết rồi á? Em sáng nay em đưa đến đây là cho ăn sáng luôn rồi. Ôi giời, cho ăn sáng luôn rồi à? Thế là... Không, xuống làm gì? Ngồi lên đi. Đấy, ngồi như thế. Đi đi lên trên chợ đi, bây giờ lên trên chợ vậy. Sáng sớm nay xuống đến đây, anh Vàng đã cho các bé đi ăn sáng rồi. Cả Thành ăn sáng rồi à Thành ơi? Sáng nay con ăn sáng rồi à? Con ăn cái gì? Ăn gì? Ăn phở à? Bún phở. Ăn bún phở á? Ồ. Chú Tuấn thì cứ đợi các con để đi ăn sáng, bây giờ các con lại đi ăn trước rồi. Vậy là các bé đã ăn sáng rồi. Anh Vàng, chú Chiêu đưa các bé xuống đây, các bé đói quá nên là đã cho các bé đi ăn rồi. Không gọi Tuấn Hùng đi ăn cùng tí nào cả. Bây giờ cứ đi lên trên chợ lớn nhé. Em chở lớn đi chơi đã. Trời rất là mưa. Hộ tống hai thằng nhóc lên chợ lớn chơi. Các bạn có thể nhìn thấy trời mưa rất là lớn luôn. Hiện tại thì mưa rất to. Thật là vất vả. Trời mưa như thế này thì đối với công trình nhà ba bé mồ côi Thảo Như Ngọc, anh em thợ sẽ mượn máy về mài tường để chuẩn bị sơn. Do bây giờ mái lợp hết rồi nên mài tường thì có thể triển khai thực hiện ở phía trong nhà được, để chuẩn bị cho nay mai là sơn nhà. Còn đối với lại công trình nhà bé Thành thì trời mưa như thế này chắc là thợ sẽ không làm được mất. Mưa rất là to luôn. Mưa to quá. Trời mưa quá. Mưa rất là to luôn. Vâng, bác chào các con. Mưa quá. Trời mưa to như thế này. À. Chị Vàng xuống. Mưa quá nhỉ. Hiện tại thì Tuấn Hùng đang có mặt ở tại chợ lớn của huyện rồi. Đây là trung tâm thương mại của huyện Hoàng Su Phi. Bố bé Tráng. Bé Tráng. Mưa quá. Trời mưa rất là lớn luôn. Mấy bé với lại phụ huynh thì đang đi chơi loanh quanh ở trong chợ rồi. Có mỗi bé Tráng thì chưa ăn sáng. Do vậy Tuấn Hùng với bé Tráng tranh thủ đi ăn sáng. Ăn sáng xong thì sẽ đi mua vài bộ quần áo xong đi chơi tiếp nhỉ. Ok không? Ok. Các bạn có thể nhìn thấy là một ngày chủ nhật, đúng ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, trời mưa rất là lớn luôn. Rồi, bát phở ngan gà đã ra đến nơi. Này Tráng, con ăn đi, lấy đũa đi. Ăn được hết bát phở đấy không đây? Có à? Ăn hết nhá. Nhớ làm hết bát phở nhá. Bé Thành với lại bé Minh, bé Hải thì đã ăn sáng rồi. Chỉ còn mỗi bé Tráng với bố bé Tráng thôi, nhưng mà bố bé Tráng thì cũng ăn phở.
lại muốn ăn bánh, nên là chỉ có Tuấn Hùng với bé Tráng đi ăn sáng thôi. Tranh thủ ăn xong sau đó là đưa các bé đi chợ để mua vài bộ đồ. Trộn lên ăn nhé con nhé. Nếu mà nhạt cho thêm nước mắm hay là cho thêm ớt vào thì cho nhé. Cho thêm quả chanh vào thì cho. Rồi. Nung với bé Tráng là ăn sáng xong rồi. Bây giờ đưa các bé đi chợ mua sắm quần áo. Bây giờ đưa các bé lên chợ mua sắm quần áo đây nhỉ. Từ lại. Em vàng của anh cầm cái điện thoại đây không? Cô Lê Loan, cô hỗ trợ cho mỗi một gia đình một bé là 100 đô, tương đương với khoảng 2 triệu 3. Tuấn Lùng sẽ đưa cho gia đình các bé. Anh Chiêu với lại bố bé Tráng nhớ là ít nhất là phải mua cho mỗi bé là tối thiểu nhất phải có 2 bộ quần áo để đi học nhé. Với lại 2 bộ quần áo cái loại quần sóc ấy, với lại áo phông để ấy. Ok, gia đình chú Chiêu 2 triệu 3 này, gia đình bé Tráng 2 triệu 3 này. Đây là của bé gia đình của em Vàng Bí Thư, mua cho bé Minh và bé Hải. Để cho bố cầm tiền nào, xong bây giờ nào các con đi lên trên chợ đi chọn quần áo nhá. Chọn quần áo để đi học nhá, mặc đi học nhá. Hai bộ ít nhất là mua cho các bé mỗi người 2 bộ quần áo để đi học. Đó. Tức là một chiếc hai chiếc quần với 2 chiếc áo để các bé đi học, với lại 2 bộ quần áo phông để các bé mặc mùa hè. Còn lại gia đình thích mua gì cho các bé ăn thì tùy gia đình. Đó, đây là món quà của cô Lê Loan ở bên Mỹ hỗ trợ cho gia đình mọi người. Đó. Bây giờ anh Chiêu với lại bố bé Tráng với em Vàng dẫn các bé đi chợ đi. Còn bé Thành thì em khắc lo. đi chợ đã. Đi lên. Bây giờ thì Tuấn Nùng đã đưa tiền cho phụ huynh của các bé rồi. Bây giờ sẽ dẫn các bé đi lên trên khu chợ quần áo để cho mọi người lựa chọn. Cho các bé lựa chọn những bộ quần áo để các bé có quần áo đi học. Thành được đi chợ vui đấy hả? Cười tươi như hoa nhỉ. Nhưng mà chưa nói, Thành chưa nói câu nào đâu. Nói ơi, bên đây hỏi nói ơi. Thành nhờ, Thành ơi. Bên đây nói ơi mà nhờ. Đi lên trên chợ quần áo tầng 3. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chào bạn. Đi đi các bé, đi lên tầng 3 để xem quần áo. Bé Tráng thích bộ quần áo nào thì bảo bố chọn cho nha. Thành con lấy quần bộ quần áo nào. Riêng bé Thành đợt này sắm cho một cái túi để với lại 5 bộ quần áo đi học luôn. Con cứ thử nhá, ướm thử luôn nhá. Đối với bé Thành sẽ mua luôn 5 bộ quần áo đi học với lại 5 bộ để ở nhà. Đợt này ở nhà anh Vàng Tuấn Hùng sẽ mua cho một chiếc túi bạt để riêng quần áo đi học về khác biệt thay, khác biết cởi ra để thay và quản lý. Em ơi, đợt tới này cái tí anh mua cho nó cái túi để quần áo, mua cho nó 5 bộ quần áo đi học luôn, xong là để chỗ nhà em thôi để nó thay nhau. Khi nào làm xong nhà rồi thì mình chuyển lên trên nhà nó. Con nhóc này chỉ thích quần vải thôi, quần vải cài thắt lưng, mặc quần bò chun này sợ bạn gái tụt đó. Có cái áo để cho bọn nhóc này đi học được không? Xem số mặc vừa, cứ cởi ra thay thử quần áo thoải mái nhé Thành nhá. Thành, thử quần áo đi, lấy xem số bao nhiêu mặc vừa đi. Để chú Tuấn lấy luôn. Hả? Số mấy? Con mặc thử xem nào, có vừa không? Phải mặc thử nhá, cộc quá là không được đâu. Quần bò ở bên này con. Quần bò bên này Hải Minh. Quần bò bên này. Bé Hải bé Minh thì thích mặc quần bò, nhìn nó trẻ trung hơn. Còn các bé Thành, bé Tráng, bé Toàn thì vẫn theo cái phong tục là chỉ có mặc quần Âu thôi. Mặc Âu với lại sơ mi. Về đây, về đây. Chú Tuấn bảo con về đây, con về đây. Đưa túi quần về đây, đặt đây. Bây giờ con đi ra bên này, con chọn áo cho chú Tuấn nào, chọn áo để mặc đi học. Con thích mặc cái áo nào để đi học, đi chọn đi. Con thích cái nào cho tự lấy nó mới mặc đấy. Con khác tự chọn áo đi. Lên bé Toàn đang chọn áo đây này. Đấy, con thích cái nào để đi học. Dạ. Tất cả phụ huynh tự cầm tiền, nhưng mà tối thiểu mua cho mỗi bé là 2 bộ quần áo để đi học. Còn riêng bé Thành thì em khác lấy cho. Đấy, chọn những cái khác nhau nhá. Đấy, cái đấy vừa rồi. Đấy, con thích cái nào nữa nào, chọn tiếp nào Thành ơi. Đấy, cái xanh này được không? Đây này, cái này đẹp này. Đây này, đấy. Cái này đẹp này con. Để mặc thay nhau đi học. Đợt này là phải thay quần áo liên tục nhớ chưa? Tắm rửa thay quần áo đấy nhá. Rồi quần áo chú Tuấn sẽ để chỗ nhà anh Vàng và lấy cái túi về để đấy. Không để mất đi đâu nữa. Đi học thì đừng để cho các bạn lấy cái đồ của mình, tự biết bảo quản. Chọn cho bé Thành 5 bộ quần áo đi học với lại 5 bộ quần áo để mặc ở nhà. Anh
Đâu còn thích cái nào nữa là Thành? Thích cái nào con thử đi. Đấy con thử xem nào. Ờ, cái này có rồi đây này. Phải không? Phải không? Sao nào? Cái này màu khác, cái này màu tím nhạt, cái kia tím đậm hơn. Hay là con thích cái loại màu này không? Tối quá không? Thích cái đấy không con? Thích không? Thích là phải mặc nhớ chưa? Toàn quần áo mới lấy về phải thay nhau mặc. Cái đấy không phải. Rồi chị cho em xem là có cái quần sóc không? Quần sóc cho bọn nhóc này không? Đâu đâu cho em xem quần sóc. Hàng bình là hàng như nào? Xem ạ. Thành ơi cất cục quần áo này đi này. Đấy con thử áo phông đi. Quần không có loại quần sóc à? Ờ à, đấy quần ngố ấy. Và quần nữa thì đắt cái loại này, có mấy loại tiền luôn. Đây loại này. Đấy thằng cao cao này mặc được hết này. Đây. Số nhỏ số to. Số bé số to đấy. Quần nó mới rẻ thì nó còn. Đúng rồi. Đi học cũng được. Ủa là cả. Lấy bộ cho Minh nhỉ. Chú Chiêu đã chọn được quần áo xong cho bé Toàn rồi. Và bố bé Tráng lấy 3 bộ luôn. Bố bé Tráng cũng đã chọn được cho bé Tráng rồi. Mua cả quần áo hè cho các bé mặc ấy. Thành ơi, cái quần này con thích loại mặc loại nào? Mặc quần đùi loại nào? Hả? Con thích mặc quần đùi loại nào? Thích mặc cái quần ngố ngố như thế này ấy. Hay là thích mặc loại này? Đấy con thích mặc quần kiểu nào? Quần đấy à? Đây lấy màu này nữa. Lấy màu này nữa. À, lấy màu đỏ nữa nhá. Lấy đủ màu luôn nhá. Lấy quần quần sóc này mặc mùa hè. Chú Tuấn xem nào có những màu gì rồi. Quần đúng không? Quần đấy được không? Con có mặc quần này không? Con thích mặc quần là kiểu này không? Đến đầu gối này không? Đến đây không? Mặc quần này không? Mặc quần này. Tùy mặc quần nào, quần cộc này nhá. Đây. Mặc thích cái này, lấy cái này. Cái kia là lấy 3 màu rồi. Đấy con để vào cái chỗ quần áo của con. Để đấy. Cái áo phông của con rồi, cái áo vừa rồi rồi, áo số rồi. Không, cái áo có số mà, áo lót, áo phông mà. Đây 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 một cái rồi đúng không? Đi chọn cho chủ Tuấn tiếp nào. Đi lấy tiếp, nhanh lên. Đi. Lấy cho em mấy cái áo phông cho nó. Mẫu khác nhé. Không cổ có cổ không hay cổ tròn? Cổ tròn đấy. Có cổ cổ tròn cũng được. Áo mặc hè mặc đi chơi. Đấy. Xem nào, ướm thử xem có vừa không? Cái đấy đừng lấy cái bé quá nhé chị ơi. Đấy, con cởi cái đấy ra. Cởi cởi cái áo khoác ngoài ra. Đây con thử xem nào.
Thằng có vừa. Ba cây vào. Đâu đâu cái đâu. Đúng rồi. Mấy rồi? Năm nay lớp 3 rồi. Đây này được cái gì? Vâng vâng. Thoải mái rồi vừa nhá. Vâng vâng. Mình. Bác để đây nhá một cái này. Không cần mặc áo đâu, ấm lắm. Không cần mặc áo, áo khoác luôn. Áo khoác còn để đâu không biết. Đây nhá. Năm mươi. Còn để đâu? Hơi bé à? Hơi bé nhìn là biết rồi. Có cái màu đen đấy. Ơi đây có rồi. Không ai mặc màu đỏ. Màu xám hay màu gì? Ờ à, đây đấy. Đây bọn này chắc là dài rộng thoải mái không cần phải mặc nhá. Vâng, cái đấy thì chắc không cần. Hai cái này. Lấy mấy cái? Năm cái, năm cái. Trung bình là mỗi một bộ quần áo sơ mi này 150 đúng không? 5 bộ là 500. 750. Còn cái bộ tính em cái bộ quần áo phông. Bao nhiêu tiền một bộ? Tính ra là 120 bộ thôi. 100 một bộ thôi. Ừ thì gọi 100 đi. 100 bộ. 3 bộ là 300. Ừ. 300 là 750. 1 triệu 050 đúng không? Quần áo phông lấy 3 bộ cho bé mặc. Còn mấy hôm thì 3 màu khác nhau, 3 cái áo khác nhau. Vâng. Còn 1 triệu 050 nghìn. Cái dây lưng của con đâu? Đâu bên này không. Nó chọn rồi. Để chỗ nào? Dây lưng ở trong đấy, dây lưng trong túi này chị ơi. Bao tiền cái dây lưng đấy? 20.000 thôi. 20.000 à? Thế 1.070.000 đúng không? Đúng ok. Đấy, đủ quần áo rồi. Thì khi quần áo phông thì khi nào cần thì mặc mua thêm thì chú Tuấn đi mua thêm cho. 3 bộ là đủ rồi. Bé Tráng đang chọn thắt lưng à? Chọn nhanh nhưng mà bây giờ đi Ken Co chơi thôi nhờ. Các bé là đã chọn xong quần áo rồi. À, đi ra quán Ken Co ngày kia chơi cho các bé đi chơi. Đối với bé Thành thì cô Lê Loan cũng muốn là mua đến 7 bộ quần áo để bé mặc ở nhà, tức là mùa hè, nhưng mà Tuấn chọn cho bé 3 bộ thôi. Hôm nào đi ra quán khác để chọn những cái bộ quần áo phông với lại cái quần ngố cơ. Cái quần này là thuộc dạng quần đùi, mặc chơi và mặc đi tắm thôi. Còn quần áo đi học thì thoải mái thôi. 5 bộ, mua thêm một cái túi nữa để quần áo chỗ nhà anh vàng. Anh ơi cho em cái túi kia. Cho em một cái túi bạt đấy để em để quần áo cho thằng nhóc. Cái túi này bao tiền một cái đấy? Hả? Cái nhỏ nhỏ loại cái xanh xanh này được rồi. Đó, loại đấy đâu. 30 một cái à? Tuấn sẽ mua một cái túi này để cho bé Thành để quần áo. Để không lẫn lộn vào bất kể quần áo nào của ai. À, các bé chọn dép. Đúng rồi, Thành thích đôi dép nào nào? Đấy, cho bé Thành thêm đôi dép nữa. Đây, rất là nhiều loại dép, các con chọn dép đi. Thành chọn một đôi dép để xỏ nhá. Đây à? Thành thích đi đôi dép này à? Có thích không con? À? Thế còn đôi tủ không? Có cái đấy không? Cho các bé chọn thoải mái đi. À, Tuấn Hùng sẽ mua hỗ trợ cho 4 bé mỗi bé một chiếc túi này để về nhà để quần áo.
Lấy một cái túi này về để quần áo, con thích màu nào nào? Chọn màu đi. Đây con thích màu nào lấy một cái về để nguyên để quần áo của con thôi. Đấy, lấy màu đấy hả? Được rồi. Nhớ mang về để quần áo nhá. Để ở nhà anh Vàng xong là quần áo phải cất vào trong túi của mình nhớ chưa? Tự bảo quản nhớ chưa con? Cái này sẽ thay cái hòm nhá, tạm thời là để vào đây đã, nhớ chưa? Ừ. Con bảo bạn bạn Tráng với các cháu Minh Hải về để chọn túi. Em ơi đôi dép này bao tiền đấy? Không tính riêng từng đôi một, không tính chung. Hải với Minh chọn dép khó đấy nhỉ? Ôi đôi đấy của con gái rồi. Không phải, con gái ra đi. Cái này đi ở nhà thôi. Đây, dép đi ở nhà thôi. Đôi dép siêu nhẹ này để đi ở nhà thôi. Thành thích đôi dép này chưa? Hả? Có thích không con? Có à? Cái đôi này để mặc đi học nhá. Xỏ đi học nhá. Đấy, cắt đi. Cắt vào túi đã. Cắt vào túi để đi đôi dép tổ ong á. Đây đây con ơi. Em ơi đôi dép này bao tiền đấy? Đôi dép của bé Thành 180 á. Ai à? Hàng xịn nha. 1.070.000. Hàng hộp à? Thế để vào hộp cho bé chứ. Thành ơi Thành. Hàng này là hàng hịn à? Ok. 180 một đôi. Đây con sách dép của con đi nhé. Đây đây anh gửi tiền. Lấy quần áo xong lấy dép. Bây giờ em Vàng ơi. Em Vàng. Em chọn cho bé mỗi bé một cái thì bé Thành Thành con lấy cái nào? Lấy cái kia dàn gì đây đúng không? Tặng cho mỗi bé một cái để quần áo cho các bé nhá. Quần áo của bé Tráng về anh để nguyên vào trong túi này cho em. Tráng nhớ nhá. Quần áo của con giặt sạch để vào trong túi này nhá. Nhớ chưa? Mỗi bé một cái. Bé Toàn đâu rồi? Bé Toàn đâu rồi? Đấy, 4 cái đây. Lấy thêm một cái nữa 30.000 cái. Có màu đen này, lấy khác màu đi. Màu xanh lại lấn với bé Thành đấy, Vàng ơi. Lấy màu đen hoặc là màu bên này này. Đấy. Mỗi người một màu khác nhau không lấn nhá. Về các con nhớ để quần áo vào trong túi của các con nhá. Lấy cho bé Toàn một cái nữa. Con lấy màu xanh á. 150. Màu xanh giống của bức tranh kia thôi. Ok. Cái đỏ đi, đi lấy màu đỏ đi luôn. Màu xanh nước biển á. Rồi dưới. Đấy, màu xanh nước biển. Rồi. Lấy màu đen này có cho màu vàng này. Màu vàng đấy là màu đấy. Đây này, lấy màu này được này. Màu này chờ được à. Này bé Toàn ơi, lấy một cái túi này về để quần áo này con. Anh Chiêu lấy bộ lấy cái túi này về, em tặng cho mỗi bé một cái. Nguyên về để quần áo thôi nhá. Để quần áo cho bé Toàn giặt sạch sẽ thì để vào trong này cho nó. Túi này to hơn rồi, lấy cái nhỏ. Lấy cái màu đen này cũng được anh ạ. Màu đen được, màu xanh hay màu vàng cũng được đấy. Cái này túi em tặng cho các bé để quần áo nhá. Về quần áo sạch, giặt sạch sẽ là để vào trong đấy. Thành ơi không cởi ra ở đây, đóng vào. Về đến nhà mình hắn để quần áo vào trong đấy. Rồi bây giờ đi về đi, đi về nhà chú Tuấn nào. Còn mua gì nữa không?
Vậy là đã mua xong quần áo, mua xong cả dép rồi. Đấy, có cả túi để quần áo rồi. Bây giờ nhiều quần áo là mặc tự phải biết giữ biết thay nhá Thành nhá. Nhớ chưa? Không được làm mất đâu đấy. Toàn là quần áo đẹp. Quần áo Thành vẫn lấy ai sách. Chú Chiêu sách. Có. Chú Chiêu sách. Xong là đi sang bên nhà em đi. Vâng, sang nhà em. Đi xuống dưới tầng đi. Đi xuống dưới tầng. Vâng. Để ở đây không mất đâu mà. Bây giờ đợi chú Chiêu anh Vàng xuống nữa, xong sau đó là đi sang nhà chú Tuấn nhá. Bây giờ sang nhà chú Tuấn nhá. Được cả đôi dép, 8 bộ quần áo. Mua trước cho bé 5 bộ đi học với lại 3 bộ để mặc ở nhà. Trời mưa quá, bây giờ cũng đã tạnh hơn rồi các bạn ơi. Trời đã sáng hơn rồi. Các bé đã mua xong hết quần áo, giày dép, thắt lưng. Bây giờ sẽ sang với nhà Tuấn Hùng cắt đồ. Xong sẽ triển khai tiếp cái công việc tiếp theo và đưa các bé đi chơi. Trời đã tạnh mưa rồi các bạn ơi, chợ thì cũng rất là đông. Nhưng mà bọn nhóc này có muốn đi chợ chơi không? Chợ lớn kìa, hay là lầy quá nhỉ? Mưa quá. Vậy là đã mua xong hết quần áo rồi, Tuấn tặng cho mỗi một bé một chiếc túi nữa về để quần áo cho nó sạch sẽ gọn gàng. Bây giờ lấy xe đi sang bên nhà em nhé. Đi sang nhà anh Vàng ấy. Đi. Ai đi bộ nào? Ai đi bộ với chú Tuấn không nào? Thành đi bộ này. Bé Toàn đi bộ hay là đi xe nào? Bé Tráng rồi. Bé Tráng rồi. Nhiều đồ quá không có chỗ nào để. Đi sang bên nhà chú Tuấn đã. Vậy là trong buổi sáng ngày hôm nay đã đưa các bé đi chợ và mua sắm những bộ quần áo yêu thích nhất. Mỗi gia đình cũng đã nhận được món quà của cô Lê Loan hỗ trợ cho các bé. Đấy là những bộ quần áo và những đôi giày để cho các bé đi học. Bây giờ thì sang bên nhà Tuấn Hùng, sau đó là Tuấn sẽ đưa các bé tiếp tục cái cuộc hành trình buổi sáng ngày hôm nay là đưa các bé đi sang quán Ken Co chơi. Anh cảm ơn và cô Lê Loan rất có ít tiền mua quần áo cho bé Toàn. Vâng. Thì ra còn anh nha. Vâng. Thế bố bé Tráng có cảm ơn cô Lê Loan không? Vâng. Cảm ơn cô Lê Loan sẽ hỗ trợ phần tiền cho cháu để mua quần áo với mua thắt lưng giày dép nhé. Cảm ơn cô Lê Đài Loan nhé. Tráng cảm ơn bà Lê Loan không? Cháu cảm ơn bà Lê Loan. Tốt quá. Bây giờ thì đi sang nhà em nhé. Xong là đưa các bé đi chơi. Okay. Em Vàng đâu nhỉ? Em Vàng đây rồi.
Nào còn gia đình này có lời nào muốn nói cảm ơn đến bà Lê Loan không nào? Cảm ơn cô Lê Loan đã góp giúp kinh phí cho gia đình, cho hai thằng nhóc em với Thành sắm quần áo để trong thời tới rồi đi học thì có quần áo mặc đi học. Cảm ơn cô nhiều. Tuấn Đồng cũng thay mặt gia đình của em Vàng Bí Thư, của chú Chiêu bé Toàn với lại của hai bố con bé Tráng, cả bé Thành của chúng ta nữa, là xin chân thành cảm ơn đến cô Lê Loan đã hỗ trợ cho mỗi gia đình mỗi bé là 100 đô, tương đương với 2 triệu 300 ngàn đồng để động viên khuyến khích sau khi các bé đã hoàn thành kỳ thi chuyển lớp. Các bé thi rất là tốt, đây cũng là một món quà rất là ý nghĩa để động viên cho các bé sau một năm học tập. Các bé có thêm những bộ quần áo mới để chuẩn bị cho một năm mới, tháng 9 khai giảng để đi học. Và đây cũng là cái dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Do vậy mà các bé được đi chơi dưới chợ huyện. Đúng hôm nay ngày 30 lại là vào chủ nhật nữa. Nên là các bé rất là vui. Mặc dù thời tiết hôm nay thì buổi sáng nay trời mưa rất là lớn. Nhưng các gia đình, các phụ huynh cũng không quản ngại đường xá xa xôi. Đi hơn 25 cây số di chuyển xuống dưới này để đưa các bé đi chơi. Tuấn Nùng một lần nữa xin cảm ơn đến tấm lòng của cô Lê Loan hỗ trợ cho các bé. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn quan tâm theo dõi, đồng hành và ủng hộ cho kênh YouTube của Tuấn Nùng Hà Giang. Tuấn Nùng xin kết thúc tập video buổi sáng ngày hôm nay ở đây. Và tiếp tục mời quý vị khán giả đón xem phần tiếp theo trên kênh YouTube của Tuấn Nùng Hà Giang. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại các bạn vào các phần video tiếp theo trên kênh YouTube của Tuấn Nùng Hà Giang nha. Đi đâu nhờ, đi sang bên nhà em đi. Đi. Bé Thành đi bộ về đây. Bé Tráng đi bộ về đây. Mù lo, mù chế lơ.